Còn ở tỉnh Đồng Tháp, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện đề án phát triển giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Trong đó thì đối tượng rừng bao gồm rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất. Các huyện có rừng như là Tân Hồng, Tam Nông, Tháp 10 và Cao Lãnh. Mục tiêu cụ thể của kế hoạch nhằm phát triển các hình thức tổ chức sản xuất nông lâm ngư kết hợp hiệu quả, bền vững trên cơ sở khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương nhằm nâng cao giá trị gia tăng từ rừng, tạo ra nhiều sản phẩm và dịch vụ. Phát triển dịch vụ môi trường rừng trên cơ sở cụ thể hóa, mở rộng các loại dịch vụ môi trường rừng, đồng thời quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn từ dịch vụ môi trường rừng, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, triển khai hiệu quả dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon của rừng, phấn đấu đảm bảo nguồn thu từ dịch vụ môi trường rừng tăng trưởng ổn định, bình quân 5% một năm. Bên cạnh đó, phát triển các hoạt động du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí bền vững, phát huy tiềm năng lợi thế, khai thác các giá trị về tài nguyên thiên nhiên, mở rộng các loại hình du lịch, nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học trong các hệ sinh thái rừng.